Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc công bố ngày 23 tháng 2, cứ 2 phút lại có một phụ nữ tử vong khi mang thai hoặc do các biến chứng sinh nở, dù tỷ lệ tử vong của các bà mẹ đã giảm 1/3 trong 20 năm qua. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hợp Quốc cho biết tỷ lệ tử vong do mang thai đã giảm mạnh trong giai đoạn 2000 đến 2015, nhưng phần lớn đã không thay đổi trong giai đoạn 2016-2020, thậm chí còn đảo ngược lại tiến bộ tại một số khu vực. Trong 20 năm qua, tỷ lệ tử vong của các bà mẹ đã giảm 34,3%, từ 339 ca tử vong trên 100.000 ca sinh trong năm 2000 xuống còn 223 ca tử vong trên 100.000 ca sinh vào năm 2020. Như vậy, trong năm 2020, mỗi ngày có gần 800 bà mẹ tử vong, tương đương với 2 phút lại có một bà mẹ tử vong. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus nhấn mạnh, những con số thống kê này cho thấy tính cấp thiết của việc bảo đảm mỗi phụ nữ và trẻ em gái cần được tiếp cận những dịch vụ y tế quan trọng và đảm bảo quyền về sức khỏe sinh sản. Các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn của nước này không cung cấp dịch vụ ChatGPT cho người dân. Các tập đoàn lớn tại Trung Quốc như Tencent, Alibaba nhận được yêu cầu về việc ngừng cung cấp dịch vụ ChatGPT cả trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nền tảng của bên thứ ba. Ngoài cấm ChatGPT, Trung Quốc cũng đưa ra thông báo về việc các công ty trong nước muốn ra mắt chatbot hoặc dịch vụ trí tuệ nhân tạo có liên quan phải báo cáo và xin phép cơ quan quản lý. Không tổ chức hoặc cá nhân nào tại quốc gia này được tự ý khởi chạy các dịch vụ kiểu siêu AI như ChatGPT. ChatGPT là sản phẩm do công ty OpenAI có trụ sở tại San Francisco phát triển. Công cụ này đang đặt ra nhiều vấn đề về nguy cơ thông tin sai lệch và gian lận về học vấn. Các hình ảnh sử dụng trong một tác phẩm tiểu thuyết đồ họa do hệ thống trí tuệ nhân tạo AI Midjourney sáng tạo sẽ không được cấp bản quyền. Đây là nội dung quyết định đầu tiên liên quan đến bản quyền các tác phẩm do AI sáng tạo được cơ quan quản lý Mỹ ban hành. Một lá thư của Văn phòng Bản quyền Mỹ nêu rõ tiểu thuyết đồ họa Zaria of the Dawn của tác giả Chris Castanova được cấp bản quyền cho những phần gồm phần văn bản do tác giả viết và bố cục hình ảnh do tác giả sắp xếp. Riêng phần ảnh do trí tuệ nhân tạo Midjourney sáng tạo không được cấp bản quyền. Trong nội dung bức thư, văn phòng này cho biết sẽ đăng ký lại cho tác phẩm Zaria of the Dawn, không tính phần hình ảnh không phải sản phẩm do con người tạo ra và không được cấp bản quyền. Tác giả Castanova bày tỏ hài lòng với quyết định của văn phòng cho phép bảo vệ tác quyền cho phần cốt truyện và bố cục hình ảnh, vốn đã bao trùm nhiều nội dung sử dụng cho cộng đồng sáng tạo nghệ thuật AI. Hơn 2.000 người đã đổ về thành phố Novosibirsk, vùng Siberia, Nga để tham gia lễ hội xây dựng nhà truyền thống bằng tuyết rất đặc biệt. Những người tham dự cuộc thi xây nhà tuyết tại thành phố Novosibirsk, vùng Siberia, được chia thành hơn 300 đội nhỏ, trang bị cưa sắt và xẻng. Họ sử dụng công cụ này một cách khéo léo để đắp từng viên gạch bằng tuyết và xếp chồng lên nhau tạo thành ngôi nhà truyền thống. Các lều tuyết dự kiến sẽ được duy trì trong 2 đến 3 tuần cho đến tháng 3 khi mà nhiệt độ ấm dần lên. Đây là năm thứ 13 lễ hội thú vị này được tổ chức, mở ra không gian để người dân địa phương và du khách được giao lưu, kết nối cộng đồng và tìm hiểu về tập quán sinh sống từ thời xa xưa của người dân nơi đây.